Tôi xin chào toàn thể anh em nha. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật nè. Sáng hôm nay mình có về hai con, một em 4CHST 160 mã lực và Yamaha 13B 117 mã lực chuyên dòng cao tốc nè. Rất nhỏ gọn. Trước sơn em này riêng từ A tới Z luôn, chưa sơn phết dặm gì cả, riêng từ con ốc luôn. Nó có giọt một hai chỗ nhưng mà Nhật sao về Việt Nam hay chang vậy thôi. Thì hiện tại đang test nổ cho anh em xem nè. Trọng lượng em này khoảng 450 đến 500 kg nha. Máy rất là đẹp. Hộp số chuyền em này là 4 tua 3 tua 4 2 tua 54 nha. Bản chuyền 2 tua 54. Chuyền dòng cao tốc luôn. Đây là địa chỉ 688 Sạc 2, Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân nha. Anh em muốn xem máy thì ghi địa chỉ mình coi máy rõ ràng hơn nha. Giờ máy nổ cắt chắc đang test cho anh xem nè. 4 Yamaha 13B. Tên model đó là MD345 nè. 117 mã lực, 3.001 tua, máy nổ rất chuẩn nha. Cái sơn dập dập chút đỉnh nhưng mà Nhật, bên Nhật là sao Việt Nam hay chang gì đó. Anh nhìn thấy nè. Cò rất mới nha. Đó anh đi cò rất mới. Thôi rất là chuẩn luôn. Thôi em này là khỏi suy nghĩ nha. Thôi là quá chuẩn rồi. Rất là tuyệt vời nha. Rồi, xin nạp thử anh em xem. Anh em có nhu cầu xài máy nào, cần máy nào vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha, hoặc để tên máy lại mình sẽ test nữa theo yêu cầu của anh em.